Bắt đầu start. Ai. Cười to nói đi còn chát cái gì nữa. Lúc em không được nghe thì em nghe thôi. Ok em. Bên nhà bu là đứa nào ta? Bùi à? Khang hả? Ừ, Khang thì ít đánh với em nên chị không biết tên em. Chị biết Khánh, biết Tài, biết Hòa, biết Vi. Chị không biết em. Chị biết nick em, chị không biết tên em. Khang còn đi lì xin như vậy. Biết, ừ biết Sang luôn. Ừ, biết em, biết nick của em nhưng mà không có biết tên em. Welcome to Summoner's Rift. What the fuck? Ủa, người đi đâu hết nhỉ? Anh nhá, không ai chào gì đâu, what the fuck? Ồ, SP, ra nhanh. Minions have spawned. Đù mé sao hôm nay đi lên chậm vậy? Đứa nào đi rừng này? Em lên chậm các quá bạn vậy. Em ngăn chạy nha. Ừ. Dạ chưa chị. Đừng có đứng im thế bé ơi. Lại cái chết rồi chặt hết rồi. Cái chết rồi. Ba con địch má đi ra kéo một cái cú thần thánh phải thì là khỏe nhỉ. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. A a ê mà thằng ấy sống được quả đấy là hơi ghê gớm. Metasura Hasaki kìa. Metasura. Ồ, Metasura gặp sinh vật rồi. Metasura tao thích kèo này rồi đấy. Đánh cho nổ người luôn Metasura. Ôi Metasura chạy vãi đái luôn. Ây ơ có chịu để quá. Trụ nó đánh anh đây này. Có chịu bằng trụ nó đánh anh không? Đây rồi. Anh bằng manh chậu thôi. Đi vào độc để đi vào. Đi vào đây đi đánh tao đi. Lại trụ bán. Liên tục ở trụ bán tiếp. Để bán. Còn người đã bán thôi. Né. Này lại băng trụ tiêu đến này. Thường như hỏng hết người. Khóc về nhà luôn rồi. Chắc không dám ở đây nữa.
Ở đây chắc chết mà. Mẹ thật rồi. Mặt này đã phải về. Đồ đá vô trụ như ra nhá. Ôi mất lính to luôn. Mất lính to luôn người vãi. Hello, hello Phú. Hello B. B ở đâu? Ô bay bay cơ đi bay đỏ bài mà. Mẹ chó B này. Nó không tin tưởng được FB này rồi. Chán quá. FB có đứng yên không à? Kéo thì kéo trật. Nản dễ sợ. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Ủa? Nó đang mang gì đây? Tóc biến ma thuật hả? Ghê hả? Cái con lính nó máu, thanh máu của nó tự nhiên nó mờ quá, em răng người hết trơn. Không biết nó lỗi gì nữa. Thằng này tốc biến lên à? Khổ quá. Mẹ ngu. Méo hiểu. Lại luôn á. Bực dễ sợ. Hát con mượn này. Chết em luôn á. 2D30. Ui đi. Cô quay lại kéo bằng đèn. Quái thật. Ba nhà người ta. Lâu
Chán dễ sợ. Ui ô. Trời hết mana rồi, về về về. Trời má. Trời ơi, cái gì vậy? Không trông chờ vào được. Anh cứ chạy đắp lưu không được. Hello 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 tất cả mọi người nha, anh đang bận nên là anh không để ý chat được. Đang bận gì? Oh yeah, phía sau. Phía sau thì thằng đấy thằng kế vật mà. Thắng nó lại anh. Ôi đây là anh lại đây. What the fuck? Đuổi theo. Giết thằng này. Lại đi la. Ôi dồi, vãi lời. Có thể đuổi theo giữ nó lại. Ôi. Sao bọn nó chạy hết thế này. Ôi xịt chết anh rồi. Quá đau quá hiểm. Lao vào chúng hổ gì rồi. Anh đang đang dây kim cương kìa bạn. What? Hay lắm em. Trời ơi kéo. Má ta lại mày. Còn đâu người yêu đã xa. Mẹ mày. Thôi anh giết tất bọn này rồi. Anh giết hết bọn này. Má. Không được rồi. Nó vẫn sống. Về không? Về không? Không dính đọc rồi. Lên. Đá vào mặt nó. Yeah. Ghê không? Yes. Yes. Ghê không? Ghê không? Ghê
Trời má ơi. Đại nhân Nguyễn Đức. Rồi rồi. Anh em thấy ghê không? Like xe cho anh đi. Chạy đi mày. Mày. Chán quá. Sao thế? Chết tùm lum vậy. Trong chờ bà anh thôi. Em lại con ấy tê này luôn. Đây là một thằng tê chết. Ôi, đứt đứt nước. Thằng chết. Chết nó. Thôi. Đây, em lên à. Thằng sống chết rồi. Thằng nào được. Anh có chết lắm, thôi đơn giản đấy. Chết rồi, nó chết rồi. Còn thằng nữa, còn thằng nữa. Rồi giết luôn. Hôm nay hai mới. Hai cái. 5 ngày nữa. 5 ngày nữa mới có một cho tất cả. Ủa sao cái chồng kỳ á? Ủa sao mình đánh nó không xi nhê vậy ta? Oh my god, tại sao ta lại xanh như vậy? Không hiểu luôn á. Trời nghĩ sao phải nói là chị hay hiểu không? Để xem lại nói như vậy. Hòa cà bê. Đúng mùa vãi. Đắm một tách giờ. Đồng nè. Ui dồi ui dồi. Ui dồi ghê vậy. Ghê vãi luôn. Ôi bị đám vào trong á. What the fuck. Trời má mày điên hả? Ô. Ôi chết anh nha. What the fuck? Thằng này đâu ra vậy? Tao không bảo anh đang nhìn chat. What the fuck? Anh đang nhìn chat luôn, còn không nhìn bản đồ luôn á. Em tưởng anh ngay với nó kìa. Tự nhiên anh đứng anh bê về trước mặt nó. Em tưởng anh ngay. HP nó 43 đó anh. Yeah. Cắt lưới. Wow.
Ghê không? Ghê gớm không? Con này đề nó ghét thiệt luôn á. Ghét. Tại nó đánh hay lắm. Sạc. Trời ơi, cái gì vậy? Sạc. Nhưng mà chết hết luôn rồi. Anh mạng vừa quay lưng đi một phát cái cả bài chết luôn. Bạn em đấy. Ê, thằng kia chơi tốc biến ma thuật gì vậy? Nhìn anh giết 5 thằng này. Em ra một xin anh giết được 5 thằng này không? Đợi em. Đấy. Đợi đó. Em. Rồi xong nhìn này, nhìn này, nhìn này. Nhìn anh giết 5 thằng này. Em ra nè. Một thằng chết. Hai thằng. Tiếp, em đuổi. Đợt. Nó giết mình nè anh ơi. Ba thằng. Đi. Ba thằng rồi. Dựa lại. Ôi đằng sau có này, đằng sau. Đi. Dựa lại, dựa lại. Kêu. Yeah, thằng kêu hay phải cứt ra. Ô, đợt chết luôn. Hai thằng rồi. Bốn thằng. Ô. Mà thằng này đánh khỏe đấy. Lại. Thằng này đánh đau thật đấy. Trời ơi, mày đứng đây mày kéo quần què vậy, mày kéo ai vậy? Xanh tạo quá. Trời trọng. Nhân trương trọng, trương trọng nhân. Tại mày. Thôi thôi. À, mày thấy tao hết rồi, sao cứ nó về làm cái gì trời. Nó thì mày bóp thiệt luôn á. Điên này về hộ bố. À, mệt dễ sợ. It's nearly time. Ô phụt về. Chúng ta có thuộc về. Chúng ta hehehehe hehehehe không còn mình luôn trời. Ôi sao anh chủ bắn nhỉ? Ôi chủ bắn anh nhỉ? Đấy kiểu sao chủ bắn anh luôn. Rồng nè, Ly đi đâu vậy? Ôi nó ra rồi. Anh cứ like bấm like giúp anh đúng không? Anh dòng sao rồi? Giết nó. Để em đẩy vào. Đông kìa. Chết tụi nó luôn. Chết. Mình ăn luôn.
Máu dài em trốn đi nhá. Lúc ra em sẽ nhảy qua tường. Không cần nhảy, trốn đi rồi anh dài, anh đối đầu. Bữa nay chi có trong Việt Nam đá luôn á. Dụ không? Giết hết tất cả. Ôi chết chết. Giết hết tất cả, giết hết tất cả. Chạy đi chạy lại, Ben ra kill đâu, ui cũng có. Không được Ben ta đây. Paron không? Làm lấy mấy cái trụ đã. Đi đâu ấy? Trên đây đẩy thì có phải là được lý hợp lý đó không? Đi cứ đi đây. Không, 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 không. Học xong rồi hả? Xong rồi. Lại còn heo chó nữa. Chó. Muốn một thủy nữa là 600 AP. Đã đủ tiền. Trời ơi không đủ để nhảy luôn á. Còn slot không? Còn 13, 15. Blue này. Blue Z nhá. Z á. Test ít người biết chơi lắm. Mà tập sau là một cho tất cả rồi, chắc khỏi solo. Ừ, chắc khỏi solo luôn. Đây rồi, đây rồi, bọn chúng đây rồi. Trời, AD nó được bắn kìa. Đéo có thể gọi là bọn chúng được rồi. Và đập vãi đái luôn rồi. Lên. Ôi, ôi, ôi. Bán nó đúng không? Em bị mắc kẹt rồi. Trời ơi. Em muốn chết á. Đánh nó, không sợ. Đánh. Cứu đi, ăn đâu. Nhìn em cùi cùi ra. Sợ lắm. Giết 7 mạng ấy mà nhìn cùi cùi á. Lọc ca lọc cọc. Đúng rồi, AD phế vậy trời. AD phế vật. Chạy nhong nhong mất rồi, tuột hoài luôn. Đã nhiều mạng còn bắn tới vai kìa, thấy chưa? Thôi thôi rồi. Thôi đúng rồi, tệ quá. Hay à, ngu nhất tèm luôn. Ngu nà. Thấy giờ, thấy giờ. Buồn quá. Bình phản rồi. Ghê vậy. Đứa. Ôi không cướp được. Ôi trời ơi. Không thể tin được là anh không cướp được. Anh bị hất. Anh bị chưa cướp được. Anh không hất. Giết nó. Anh không hất lên được. Cho nó về. Ui giời ơi. Và đây nhiều cái hất quá nên CC mọi người anh nhiều quá. Mắc kẹt rồi. Tin Baron xong thua. Là đó là thua. Ốc chó. Mình bị khỏe lên tí. Ôi đồ. Đồ trên cà phép à. Và đánh 5 thằng đấy được.
cho nó ra đi, ra cho nó ra đánh một lần nữa. Ra tay tao bắn nát đầu. Bắn nát đầu à? Ok, bắn nát đầu đi. Thôi, không bắn nữa. Không bắn nữa. Em chạy. Ủa, đi, sắp chết hết rồi, chết hết rồi mà. Em chạy đi. Hết rồi. Yeah. Tính tự bắn. Đã bắn nát đầu được một thằng. Ủa, hình như tối nay có đá banh gì đúng không ta? Cái gì sao này ông Google đấy hả? À, ý độ một cho tất cả là phải tầm 1 năm hết được một lần. Đó không? Thằng Phan có chơi nữa không vậy? Làm gì? Phan Online Ngân. Em gái đó. Sang nè, chơi không? Sang nè. Có Aran hả? Thôi đánh thường đi, đủ team mà bạn em có đánh nữa không? Chị kích tặng em ra nha. Wow, anh được 4 vinh danh luôn kìa, ghê vậy.